chị vào rồi chấm chấm vào giùm em nha, để em bắt đầu lên luôn lên cho mình một mẫu ngố tiếp theo mấy chị. Rồi ngố size số 2 cho em, size số 2 cho em, cho chị xem. Rồi vào rồi chấm chấm vào tương tác giùm em để em bắt đầu lên ngố cho mình luôn nha chị nhá. Chị nào có nhu cầu mua đồ dài nữa thì comment lên giùm em để em biết, em lên đồ dài thêm cho mình lựa thêm nha. Bữa hụt cán bộ bữa hả? Rồi lên cho em mà chấm chấm vào tương tác nhiều em mấy chị. Chị nào còn mua đồ dài thì mấy chị comment lên cho em biết để em lên đồ dài thêm cho mình lựa nha mấy chị. Còn không thì em sẽ lên những cái đồ khác mấy chị. Chị nào còn mua đồ dài comment cho em mã đồ dài đi để em biết em lên thêm cho mình nha chị nhá. Đồ dài thì báo em lên thêm, còn không thì em qua đồ khác mấy chị. Bộ ngố đầu tiên đi, chấm chấm bài tương tác giùm em nha chị. Chấm chấm bài tương tác giùm em để em lên cho mình cái bộ ngố tiếp theo là hình con gấu màu vàng. Mấy chị comment cho mã gấu vàng kèm ký kèm xuống rồi. Đem chốt đơn cho mình nè. Rồi lên nhà mua hàng được không? Không được nha chị, em đang like như thế này không nhận khách tới nhà lựa được. Chị nào ở gần muốn qua nhà lựa thì chiều ngày mai sau 3 giờ chiều mấy chị ghé nha. Còn hôm nay hiện tại không có nhân viên làm, hiện tại nhân viên đang bên em đang thiếu nhân viên, thành ra là trong những cái giờ em đang live như thế này thì không nhận khách tới nhà lựa nha mấy chị. Đó, chị nào mà muốn ghé qua nhà lựa thì ngày mai chủ nhật bên em nhận khách là từ 3 giờ chiều cho đến khoảng là 7 giờ tối. Mấy chị có thể ghé khung giờ đó thì em, còn không mình có thể lựa trên live. Sau đó là mình ghé nhà lái nha. Hiện tại trong tình hình dịch bệnh như thế này thì em cũng hạn chế là nhận khách tới nhà lựa mấy chị. Đó nên là tốt nhất thì mấy chị nên đặt trên live, sau đó mấy chị ghé lên nhà lái giùm em. Có nói chuyện nào? Gấu vàng à, em có size từ 8kg cho đến 22kg mang vừa ạ. Giá của size nhí là 79.000. 79.000 đồng một bộ size nhí nha chị. Lên trên mạng gấu vàng kèm cho em số ký, kèm em số điện thoại, đem chốt đơn cho mình cái bộ này với giá là 79.000, size từ 8 cho đến là 22kg đổ lại mang vừa mấy chị. Từ 8 cho đến 22kg siêu đẹp luôn. Gấu màu vàng chị Phạm Ngọc Yến Vi. Rồi ok chị Yến Vi nè, cảm ơn chị nè. Rồi tốt nhất là chị nào còn lựa trên live, sau đó ghé nhà lấy giùm em. Mấy chị đang dịch như thế này thì em cũng hạn chế. Nói chung là một ngày chị nhận vài khách thôi, không nhận khách qua nhà lựa nhiều nha chị. Rồi ok nè. Rồi đồ xe đại. Gấu okay. Vàng 8 chị Mỹ Nhân. Ok chị Mỹ Nhân. Gấu vàng 11 chị Ngọc Bích. Rồi ok chị Ngọc Bích nè. Gấu vàng 12 chị Mai Hiền. Rồi ok. Rồi gấu vàng em có kẻ xe đại nữa mấy chị chút. Gấu vàng 13 chị Ngô Huyền Trang. Rồi ok chị. Dạ bé gái nha các chị ơi. Gấu vàng 11 chị Anh Thư. Rồi. Gấu vàng 22 chị Phạm Ngọc Trâm. 13 chị Ngọc Huyền Trần. Gấu vàng 13 chị Thảo Tây. Mẹ gấu vàng kèm ký giùm em nha các chị. Rồi gấu vàng là của bé gái, bộ mố dành cho bé gái mấy chị. Gấu vàng 22 chị Phạm Ngọc Trâm có rồi. Rồi. Gấu vàng 19 chị Huyền Nguyễn. Rồi ok nè. Gấu vàng 12 chị Trần Thị Kiều My. Mố bé gái nha. 79.000 bộ. 12. Rồi, còn lớn hơn size 2 à? Size 8 chứng lùa với lại là trần 14. Gấu vàng 16 chị Kim Bùi. Rồi ok nè. Rồi lên gấu vàng giùm em 79.000 bộ nha. Chị lấy gấu vàng lên gấu vàng. Gấu vàng kìm ký kìm số thoại giùm em. Chấm chấm bài chia sẻ bài viết giùm em. Đã được ưu tiên chốt đơn á chị. Gấu vàng 2 bộ 14 chị An An. Rồi, ok chị An An này. Rồi em quay cho mình cái bộ khủng long của bé trai nè. Rồi gấu vàng giùm em là bộ ngố dành cho bé gái. Rồi lên chi mã vàng đại luôn đi. Xe đại là từ 23 cho đến 35kg giùm em. Mà giá xe đại là 89.000. Rồi xe đại là 89.000 một bộ, mấy chị lên chi mã vàng đại kèm chim số ký, kèm chim số điện thoại bên em chốt đơn mình bộ gấu màu vàng xe đại. Gấu vàng 15 chị Hồng Yến. Rồi 89.000 đồng là xe đại mấy chị, từ 23 cho đến 35 ký giá 89.000. Gấu vàng 22 chị Bình Ngân. Rồi ok chị Bình Ngân nè. Vàng đại nhá chị. Xe đại là 89.000 một bộ, comment cho mã vàng đại kèm ký kèm số điện thoại cho em chốt đơn. Xe đại mẫu này có size nhí với xe đại, không có của mẹ hôm nào em về mẫu mới nhé. Của mẹ cũng ít mẫu lắm mấy chị. Rồi xe đại
đại, vàng đại lên chi mẹ, vàng đại kìm ký kìm xuống thoại giùm em chút đơn. Vàng đại 28 chị Hồ Ngọc Nhi. Vàng 25 chị Thư Tâm. Rồi vàng đại kìm ký kìm xuống thoại giùm em chút đơn cho mình nha. Dạ chị Diễm Mặc không bán ạ. Rồi vàng đại mấy chị, vàng đại 23 chín 35 ký giùm em về giá là 85 ngàn vàng đại nhé. 85 ngàn. Đó. Gấu vàng chị Khe Anh Thư. Rồi, 11. Ok, chị Khe Anh Thư nè. Rồi vàng đại mấy chị nhanh tay giùm em. Xong em qua cái bộ khủng long mấy chai nha, đợi em xíu xíu nha. Gấu vàng 22 chị Vân Nguyễn 069. Rồi ok chị Vân Nguyễn nè. Đó. Gấu vàng 35 chị Tam Kim Trần. Rồi ok chị nè. Rồi lên chi mã vàng đại. Đại là từ 23 cho đến 35 kg chị sẽ đại 89 ngàn. Gấu vàng 25 chị Nhung Phan. Rồi ok chị Nhung. Gấu vàng 24 chị Nhung Phan, 25 chị Lê Kim Thuyền. Rồi ok chị nè. Gấu vàng 20 chị Hong Lê. Lựa từ hai bộ giúp em nha chị, cố gắng là đơn đi đơn từ hai bộ để anh em liên hệ chốt đơn cho mình nha. Một bộ anh em không giữ đơn, không có gọi điện chốt đơn mà cũng không giữ đơn được hả chị. Gấu vàng 23 chị Văn Hồng Mai. Rồi ok chị Văn Hồng Mai, cố gắng lựa từ hai bộ giúp em nha. Vàng 25 chị Vi Phát. Rồi lên kia bộ này là rêu. Gấu vàng 18 chị Tuyết Lê. Rồi ok chị Tuyết Lê nè. Rồi ok em còn vài bộ rồi, mấy chị lên chi mã này là rêu kèm ký kèm số phận chốt đơn cho mình nha chị nhá. 24 chị Nhung Phan có đơn. Vàng 30 chị Hà My. Từ 30 tới 35. Rồi lên chi mã rêu mấy chị, rêu là từ 8 cho đến 15 kg giá 67 ngàn và 16 cho đến 20 kg là giá 77 ngàn bộ xuất hàng dài tay mấy chị. Rồi lên chi mã rêu kìm ký. Rồi rêu nè. Rêu là bộ khủng long của Big Chai. Rồi 29. Rồi 29 còn không? Rồi 29 chị Ly Nguyễn. Rồi ok chị Ly Nguyễn. Rồi 25 chị Vi Phát có rồi. Rồi ok nè. Rồi khủng long của biết chơi rêu. Đấy, đẹp không? Xin chị mẹ rêu nha. Vàng đại 32 chị Lam Nguyễn 255. Rồi, ok chị Lam Nguyễn nè. Rồi comment chị mẹ rêu kìm ký kìm số thoại bên em chút đơn. 8 cho đến 15 ký là giá 67 ngàn và 16 cho đến 20 ký là giá 77. Rêu 15 chị Mỹ Linh. Rồi ok chị Mỹ Linh nè. Rêu 13 chị Vuông Gốc. Rồi ok chị Vuông Gốc nè. Xin chị mẹ rêu nha. Rêu 11 chị Bồ Công Anh. Rồi ok nè. Rêu 17 chị Trần Linh. Rồi ok chị Trần Linh rất là đẹp luôn á chị. Rồi ok. Rêu 12 chị Thu Trúc Nguyễn. Rồi ok chị nè. Rêu 15 chị Lanh Nguyễn. Lên đây mẹ rêu mấy chị. Nhanh tay giùm em nha. Mẫu này có ít thôi chị nào nhanh tay chị đã có nhé. Nhanh tay hộ em. Rêu kìm ký kìm xuống thoại anh em lên đâu. Lần nữa. Rêu 13 chị Vuông. Ủa. Rêu 13 chị Đinh Ngọc Thúy Vy. Rồi ok nè. Rồi rêu kiềm ký kiềm xuống thành chút đơn nha. Rêu giùm em. Từ 8 cho đến 15 kg là 67 và 16 cho đến 20 kg là 77 ngàn bộ. Comment cho mẹ rêu. Rồi em qua nha chị. Rêu 18 chị Kim Phương. Rồi ok chị Kim Phương. Rêu 10 chị Trần Thị Kiều My. Rồi ok chị Kiều My. Rêu 12 chị Giao Huỳnh. Ok nè. Rồi rêu kiềm ký và kiềm chiên xuống thoại để anh em lên đơn cho mình bộ một rêu. Rồi áo khoác nha chị, lên cho mình một mẫu áo khoác nha. Mua áo khoác không em lên áo khoác. Rêu 17 chị Linh Linh. Rồi ok chị Linh Linh. Rêu 15 chị Ly Nguyễn. Rồi cái này là con voi rất đáng yêu luôn. Con voi. Rêu 16 chị Nguyễn Phượng. Rồi ok chị Nguyễn Phượng. Rêu 17 chị Trần Linh có rồi ạ. Rồi ok chị Trần Linh. Rồi mẫu này mấy chị comment trên mã voi mấy chị, con voi nha, voi của bé gái. Rồi voi của bé gái mấy chị lấy voi comment trên mã voi kèm ký kèm số thoại. Rồi voi rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi 8 cho đến 15 ký là giá 67 ngàn và 16 cho đến 20 ký 77 ngàn. Đây con voi nó chồng lên nhau này. Rồi ok lên trên mã voi. Cái xanh nhí không hả ta? Rồi nhí không à? Rồi nhí không, không có lại. Không có chung. Rêu 16 chị Nguyễn Phượng có rồi. Rồi mẫu này chị có size nhí là từ 8 cho đến 15 kg nha chị. Comment cho mã voi kèm ký kèm số thoại bên em chút đơn hình con voi này rất đẹp luôn. Rồi voi mấy chị lên cho mã voi kèm ký 8 cho đến 15 kg. Rồi chị đẹp cho em luôn, từ 8 cho đến 15 kg là giá 67 ngàn. Size nhí không, không có size gì khác nữa.
Rêu mùi chị Vân Nguyễn. Rồi ok chị Vân Nguyễn đi. Rồi mẫu này mấy chị lên chim mà voi mấy chị. Con voi nha. 8 cho đến 15 kg thôi nha chị nha. Mẫu này voi 14 chị Kim đi fan. Rồi ok. Voi 12 Trần Thị Kiều My. Rồi ok chị Kiều My nè. Voi 15 chị Trang Gà Rồng. Rồi ok toàn hình đẹp mấy chị. Voi 12 chị Thu Trúc Nguyễn. Rồi ok chị Thu Trúc Nguyễn. Voi 13 chị Nguyễn Ngọc. Rồi ok. Tôi lên chim mã voi kìm ký kìm số thận chút đơn. 8 cho đến 15 kg thôi nha, 67 ngàn. Rồi voi nha chị nha. Voi kia tí số thận em lên. Voi 15 chị Nhung Trần. Rồi. Chị Thu Trúc Nguyễn có voi 12 rồi. Rồi ok. Rồi em quên nha chị nha. Con mẫu tiếp theo. Rồi lên cho mình xe đại đi, xe đại của bé này. Dạ em không thấy chị anh hay em comment cái gì luôn, chắc bị ẩn thôi chị ơi. Dạ voi em còn size từ 8 cho đến 15 thôi ạ. Rồi voi còn size từ 8 cho đến 15 kg là bên em hết hàng mấy chị rồi. Đây cái bộ này như là múa rồi. Voi 13 chị Kim Vi. Ui nè, đẹp ok luôn. Mẫu này dễ thương lắm nè mấy chị. Để em coi size 43XL luôn. Voi 14 chị Nguyễn Phương. Rồi bộ này đến 40 kg đổ lại mang vừa hình con cừu nè mấy chị. Rồi. Voi 10 chị Tuệ Lâm. Loại đẹp xuất sắc luôn, bộ múa mấy chị, 40 kg đổ lại mang vừa. Loại dày mịn cực kỳ rồi lên chị. Mã này là 99k kèm ký kèm xuống thành chút đô. Mình bộ xe đại 99 ngàn. Dạ gấu vàng hết rồi chị ơi. Không đọc tên là hết hàng rồi nha. Đồ em bé nó có size em hết. Quay chọn mẫu khác giùm em. Rồi bộ này 99k kèm ký kèm xuống thoại. Size dành cho bé nó từ 28 kg. Voi 14 chị Nguyễn Phương 085. Rồi từ 27 cho đến 40 kg đó. Trời vải nó đẹp xuất sắc luôn á. Rồi cái vải thử này. Rồi vải mà không nghiện thì tôi á. Trời ơi, vải nó dày mà nó mát, mát lạnh luôn á chị. Mặc dù còn lên. Ôi, công nhận mấy cái hàng thương hiệu như thế này, những cái hàng bộ mố nha em á chị, rồi cái vải rất là thích luôn. Trời ơi, rồi con vải cảm giác nó mang luôn á chị, bộ mố nha chị nha. Rồi 99 ngàn, size từ 27 cho đến 40 kg. Giá 99 ngàn á chị, từ 27 cho đến 40 kg nha. Vải đẹp không? Trời ơi, quần này, mấy hàng thương hiệu nó may cái vải đỉnh của đỉnh luôn. Mặc biết bao giờ nó mới hư được cái vải này thật sự luôn á. Cái vải này mặc bền cực kỳ, mấy chị cho giặt nó giặt vô tư cho em luôn, giặt ra lấy ra như mới luôn mấy chị, không vấn đề gì. Rồi size dành cho bé từ 27 cho đến là 40 kg, giá 99.000 đồng lên lại 99k kèm ký giùm em. Có vài bộ thôi chị đang nhanh tay chị đã có nha. Cái này thương hiệu đây em không có nhiều đâu mấy chị. Dạ đặt cả chục lần nhưng mà em hết size rồi nha chị, rồi em biết nó có size. Nên em hết em không đọc tên mình, hoan hỷ chốt mẫu khác giùm em nha. Rồi ok. Ủa 40 đó. Ngô 40 chị Liên Nguyễn ạ. Vải đẹp lắm á chị ơi, cái vải này nhận hàng B luôn á. 99.035 chị Nguyễn Phương. Rồi, B luôn nha. 27. Ủa cái này là ngố hả? Ờ ngố 27 kg. Ngố 27 chị Lê Kim Thuyền. Rồi ok, tại còn sao đến thấy chị Tuệ Lâm nha chị, em chốt cho mình rồi. Rồi, giờ còn sao đến còn 37 kg á. Kia là từ 33 cho đến 37. 30 kg chị Hà My. Rồi ok chị Hà My có đây. Rồi còn size từ 33 cho đến 37, 38 kg. Giá 99.000 vải siêu đẹp mấy chị, nhận hàng thích lắm luôn. Rồi bộ này lên chị mạng nâu nè. Nâu bò nè mấy chị, vàng bò nè. Vàng bò nha, chị lấy bộ vàng bò comment cho mã bộ vàng bò kiềm ký giùm em, giá 92.000 bộ. Size dành cho bé là từ 20 cho đến 35 kg. Sơ đại nha chị. 9935 chị Nguyễn Phương. Ok chị Nguyễn Phương. Rồi 20 cho đến 35 kg mang 35 36 kg mang rồi, giá 92.000. Lấy thời gian bị kẹt vô quý. Rồi vàng bò này chị lấy bộ màu vàng bò comment cho mã vàng bò kiềm ký kiềm xuống thoại giùm em chút đơn nha chị. Rồi nhanh em qua đồ dài nè mấy chị. Rồi size dành cho bé là từ 20 cho đến 35 kg mang vừa, giá 92.000, hãy thương hiệu giùm em. Rồi ok em qua nha. 20 cho đến 35 size to em like rất là nhanh, chị nào có được cái nào mua mấy chị. Rồi ok qua tiếp theo hình đây, hình như trai gái cũng mang được nè. Lên cho mình một hình bé trai bé gái đều mang được đi. Ủa cái này sao đại không vậy? Trời ơi. Đó, nó là như vậy, đồ tí nó là như vậy mấy chị. Mẫu này là có 6 ri. 6 ri chỉ có xe đại. Vàng bò đây hả? Vàng bò. Ủa đẹp chưa? Vàng bò 31 chị Ly Sufan. Trời rất đẹp luôn mấy chị. Đấy. Rồi, vàng bò chị An Lê. Rồi. Chúng mấy kia đây trai gái đều mang được nè. Vàng bò cho chị Thúy Nguyễn. Rồi, ok chị Thúy Nguyễn đi.
2000 bộ. Cái kia là mẹ 99 còn đó, mẹ 99. Chúng ta mừng lắm. 99 kia kìa. 30 còn mà, thấy bộ kia được hả? Ờ, được. 99 30 chị Ly Nguyễn. Rồi, kia chị Ly Nguyễn nè. Rồi bộ này Mickey giùm em lên, kia là Mickey. Mẫu này chỉ có duy nhất size từ 16 cho đến 20 kg giùm em. Giá là 77.000 bộ, comment cho mẹ Mickey kèm ký kèm số điện thoại của Mickey nè. Đấy, chùm Mickey rất đẹp luôn, cái chai đi gái rồi mang được nha chị. Rồi giá là 77.000, size đà, size chung giùm em. 16 cho đến 20 kg nha, không có size nhỏ hơn cũng có size lớn hơn đâu mấy chị nào vừa với chị chốt nha. Rồi nên là mua đồ em biết là như vậy, còn chị nào mà cảm thấy mà mệt mỏi quá mà mua hoài không được hay mệt mỏi quá rồi này kia, cái bộ mình thích thì nó lại không có, bộ mình không thích thì nó lại có, thì thôi ra chợ ra sớm mua chị, chứ giờ em cũng chịu thôi vì đồ em biết em nó là như vậy mấy chị. Đó. Nếu mà có thời gian thì mình xăm, còn không có thời gian mình có thể ra chợ ra sớm mua nha chị nhá. Rồi lên chi bộ này Mickey kìm ký. Mickey chị Ly vòng 18. Rồi ok. Mickey 20 chị Nguyễn Thủy. Rồi ok. 534. Rồi rất đẹp mấy chị. Mickey 20 chị Ngân Hà Trinh. Rồi, ok, trai gái đều mang được cho em cái bộ này. Đấy. Trai cũng mang được mà gái cũng mang được, mấy chị gái cũng vấn đề mà trai cũng vấn đề luôn, Mickey rất dễ mang. Rồi Mickey kèm ký kèm số điện thoại 16 cho đến 20 kg nha chị, và giá là 77.000 size chung. Lên chị mã bộ Mickey. Mickey 20 chị Kim Thoa. Rồi, ok, chị Kim Thoa nè. Mickey 17 chị Linh Linh. Rồi lên thun lạnh nè. Thun lạnh đây là dành cho bé là từ 7 cho đến là 16 kg mang vừa. Mickey 17 chị Nhung Rin. Rồi ok chị Nhung Rin nè. Dạ Mickey em nhận đơn từ 16 đến 20 ạ. Rồi nghe báo số ký nha chị comment. Rồi chị Kim Thoa có Mickey 20. Comment ngồi số ký là em không có hàng đâu, mất công mấy chị lại mệt thôi, chứ còn mà nhà em thì em báo cho mình đúng ký là từ 16 đến 20 thôi. Rồi Mickey chị Linh mớ 16. Rồi ok chị Linh mớ. Rồi bộ này thun lạnh lên chị mã thun lạnh giùm em. À, trai cũng mang được, gái cũng mang được luôn giùm em, thun lạnh rất là đẹp nha chị. Rồi cho bé là nhỏ nhỏ là dành cho bé là từ 7 cho đến là 16. Chị Kim Thoa có rồi, chị Kim Thoa số gọi 868 có đơn một bộ Mickey. Rồi, Mickey okay. 16 chị Nguyễn Phượng. Rồi ok chị Nguyễn Phượng nè. Mickey 19 chị Nhung Phan. Rồi ok chị Nhung Phan nè. Mickey 16 chị Ngọc Ánh. Ngọc Ánh. Rồi ok, rồi bộ này lên chị em mã là thun lạnh giùm em mấy chị, đây 9000 bộ và size từ 7 cho đến là 16 kg mang vừa. Đấy thun lạnh màu kem. Màu kem kem nè. Mang lắm nha chị, mấy bộ này mặc mát lạnh luôn, ngủ bắt độ ok luôn, mùa nào mang cũng được. Mùa nào mấy chị mặc cũng được hết. Rồi lên chị em mã là thun lạnh. Mickey 20 chị Bồ Công Anh. Số hàng dài em vẫn đang lên đấy chị ơi. Số hàng dài nhà em thì 2000 bộ luôn. Tết thì em có lên thôi. Em chọn mấy chị mua được bao nhiêu bộ thôi. Rồi Tết thì cứ lên 2000 bộ luôn mà. Ngày mai chị nào muốn nhập thêm cứ báo nhân viên em nhập thêm cho nha. Đặt được 2-3 bộ rồi muốn lấy thêm 4-5 bộ gì đó thì kêu nhân viên lấy thêm một cho mình, nhân viên lấy thêm cho nha mấy chị nha. Mickey 20 chị Trâm Nguyễn 403. Rồi, ok. Chốt giùm em 2 bộ để bên em gọi điện chốt đơn nha các chị, đừng có chốt 1 bộ giúp em nha. Đúng rồi, đặt 2 bộ đi rồi muốn lấy thêm 3 4 bộ 5 bộ gì đó thì cứ báo nhân viên lấy thêm cho mình nha mấy chị. Thun lạnh 13 chị Kim Vi. Rồi ok. Thun lạnh chị Mỹ Nhân 8. Rồi. Rồi thun lạnh có size từ 7 cho đến 16 kg mấy chị và giá là 39.000 đồng bộ, comment cho mã bộ thun lạnh. Thun lạnh 16 chị Ngọc Ánh. Ngọc Ánh. Rồi. Thun lạnh 12 chị Nguyễn Hương. Rồi cái bộ đấy hình xuất sắc luôn nè, gọi em 30 gian. Thun lạnh 8 chị Hồng Yến. Rồi ok. Rồi ok, 8 cái chút đơn chị Hồng Yến nè. Rồi lên cho mình cái bộ đây siêu đẹp luôn. Đây, cái bộ bí gái đợt này toàn hình đẹp chứ chị. Ui cha, hình đẹp chưa. Thun lạnh 13 chị Tam Kim Trần. Rồi ok. Rồi cái bộ đây là con gì đây, màu hồng đi, lên chị mã hồng. Đẹp không mấy chị, hình xuất sắc luôn. Hình siêu đẹp luôn. Rồi lên chị mã hồng kiềm ký. Cái quần nó may đẹp quá không? Cái lô này nói chung là ổn, rất là đẹp mấy chị, giá vừa tiền. Giá vừa tiền, bình thường mấy chị ra shop mấy chị. Bình thường vậy bây giờ thử hỏi, chạy ra shop thử hỏi mua cái bộ dài tay này bao nhiêu tiền. Đấy, bao nhiêu tiền, cái Diễm Nhâm bán cho mình bao nhiêu tiền mấy chị. Thun lạnh 11 chị Kim Phi. Năm nay thật sự cái đồ dài như thế này rất là hiếm nhà bán. Rất là hiếm nhà về được, thứ nhất là do dịch bệnh, thứ hai là tiền tệ Trung Quốc nó lên khá là cao, nên thành ra là những cái đồ như thế này nó khó về lắm mấy chị. Đặt lâu về lắm, em đặt nó rất là lâu. Em mà bán xong cái lô này chắc là phải một tháng sau nữa mới về được lô mới, mà chưa biết là còn hàng nữa mà về hay không mấy chị, nên là tranh thủ một chút nhanh.
Bây giờ mặc dù nó chưa có lạnh nhưng mà mình tranh thủ mình mua nhanh, chứ đợi đến khi mà nó lạnh tới nơi rồi á thì em cũng hết đồ luôn rồi, mà lúc đó mình muốn đi lấy hàng về thêm để mà bán thì cũng không còn hàng nữa. Người nhện phía sau không có size 17 kg nha chị. Rồi, người nhện sau không có size 17 kg. Thun lạnh em hết ạ. Rồi, mã này là hồng đi, chị lấy hồng lên hồng. Hồng kìm ký kìm xuống thôi. 24 chị Út Thảo. Rồi, rất là đẹp luôn mấy chị. 29 chị Dung Nguyễn. Rồi. 22 Trần Thị Kiều My. Mã này là hồng giúp em. Hồng mấy chị, đúng mã là hồng giùm em nha. Rồi ok. 28 chị Anh Lê Huỳnh. Rồi hồng kịp ký và kèm chim số điện thoại để anh em lên đơn cho mình màu hồng mấy chị. Hồng 20 chị Ngân Hà Trinh. Rồi hồng kèm ký và kèm cho em số điện thoại để anh em chút. 26 chị Hà My. Rồi ok chị Hà My. 23 chị Kim Vy. Rồi. 28 chị Hà My. Các cô nhà lấy tên cho em vài cọc nữa ha. 22 chị Nhã Tuệ. Dạ hồng em nhận đơn từ 8kg cho đến 20kg mang vừa. Cho em xem khoảng 2 hình đi, 3 hình đi trai với 2 hình đi gái nữa ha. Rồi lên chia mã hồng kìm ký kìm xuống thoại em chút đơn. Size dành cho Bí là từ 8 cho đến 15 là 67 ngàn. 16 cho đến 20kg là 77 ngàn bộ. 28 chị Ly Vòng. Rồi ok chị. Hồng 16 chị Kim Bùi. Rồi ok chị Kim Bùi nè. Hồng 20 chị Liên Nguyễn. Rồi ok này. Hồng 8 chị Hà My có rồi. Rồi ok, nhanh tay giùm em. Hồng 16 nha. Chị Ngọc Ánh, Ngọc Ánh. Rồi ok chị Ngọc Ánh nè. Rồi cố gắng chị nào khu vực vùng dịch thì tại em chưa gửi hàng được, cọc tiền giữ đơn đến khi nào hết dịch thì gửi, đồng ý thì mình chốt đơn. Còn không đồng ý mà đợi lâu quá mà cảm giác đợi không được á thì thôi mình đừng chốt đơn á chị. Đó, nhất là những khu vực mà bên em có ghim cái bài ở phía dưới á, Bình Dương, Đồng Nai nè, rồi Hồ Chí Minh có một số huyện nè, một số quận nè. Rồi Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, nói chung là tất cả những khu vực mà miền Nam thì hầu như là đi vô là không giao hàng được hết, mấy chị chỉ giao được một số huyện thôi. Thì đa số nói chung là bên em phải giữ cọc của mấy chị, nếu mà đồng ý đợi đến khi nào hết dịch bên em gửi thì mình chốt, còn không thì thôi, nếu mình cảm giác không đợi được thì khi nào hết dịch mình hẳn mua mấy chị. Đó, em cũng không có khuyến khích mấy chị ở trong đó mua để mà giữ đơn đâu, vì em giữ đơn lâu quá thì em cũng mệt nữa. Hôm 12 chị Trần Vy 828. Rồi khi nào hết dịch thì mình lại ủng hộ em nha chị. Hiện tại là em không gửi hàng được rồi á, em nói luôn nha chị nha, cho mấy chị khỏi mất công mấy chị đợi. Có nhiều chị cọc tiền rồi chuyển khoản, mấy chị cũng rất là muốn mua chuyển khoản đồ này kia, nhưng mà do là không gửi hàng được em vẫn còn giữ đơn của mấy chị rất là nhiều trong á. Ok bây giờ lên cho mình con dạng này đi, con dạng này hồi nãy em like rồi, giờ em lên lại cái size là từ 8 cho đến 15 kg thôi. Mẫu này anh em chỉ có size là từ 8 cho đến 15 kg, lên cho em mã là nhện đỏ kèm kim số ký xuống thoại chút đơn mình bộ này lại nha. Rồi nhện đỏ kèm ký trên số thoại, chị nào hồi nãy chốt rồi thì giờ đừng chốt lại, chị nào chưa chốt thì mình lên lại giùm em nhện đỏ này, em còn size 8 cho đến 15 kg thôi mấy chị. Đây 8 cho đến 15 kg và giá là 67 ngàn một bộ. Dạ rồi. Nhện đỏ em chỉ có size từ 8 cho đến 15, chị nào lấy báo giùm em là mã kèm ký nha. Rồi 67 ngàn. Ok em qua mẫu nha. Rồi, nhện đỏ 11 chị Ngân Nguyễn. Ok chị Ngân Nguyễn. Nhện đỏ 15 chị Lanh Nguyễn. Rồi. Rồi cái bộ màu lạ lạ đây nè. Rồi cho đâu chắc là cho tụi nó đi chứ mà còn lòng đi. Rồi nhện đỏ chị An Lê. Nhện đỏ chị Thúy Nguyễn ạ. Rồi ổn quá. Gấu vàng còn mấy bộ béo luôn hết luôn trời. Gấu vàng đấy hả? Rồi gấu vàng đây còn sao bao nhiêu hai? Rồi gấu vàng bộ ngố của bé gái nha mấy chị, còn mấy bộ nè. Rồi để em coi còn bao nhiêu ký, em báo luôn cho. Còn bộ này là từ 8 ký nè. 8 cho đến bao nhiêu nè? À 79 ngàn bộ. Thôi 6, 7, 8. 6, 7, 8 đúng không? Ừ, với lại 14, 15. Rồi ok, bộ này còn size là từ 8 cho đến 11 ký nè. Rồi size là từ 15 cho đến là 20 ký mang vừa, giá là 79 ngàn đồng. Và size 14, 15 hả? Là tầm từ 29 cho đến 35 ký mang vừa và giá là 89 ngàn là size đại. Rồi không có gấu mẹ, mẹ hết hàng. Nhện đỏ 14 chị Nguyễn Phương. Hôm nay không có mẹ nha, mẹ. Nhện đỏ 10 chị Vân Nguyễn. Dạ bộ treo em hết rồi. Rồi ok qua nha chị. Rồi bộ này qua đi. Em còn size 8 cho đến 11 kg. À, giá 79. Rồi 15 cho đến 20 kg giá 79 ngàn đồng. Và size từ 30 cho đến là 35 kg là giá 89 ngàn. Nên chị em mẹ gấu vàng. Không có bị gái. Rồi em qua nha. Trong lòng. Có hàng rồi. Nhện đỏ chị Nguyễn Phương 14 có rồi. Rồi ok chị Nguyễn Phương này, rồi bộ này. Nhện đỏ chị An Nê An 13. Rồi bộ này 23 cho đến 25 ký mang vuông. À 16 Ngọc Thu Bùi. Rồi 16. Gấu vàng chị Ngọc Thu Bùi ạ.
Rồi 79 20, hàng nè. 20 có. Có vàng 20 chị Tuyết Nguyễn 172. Cô em nó chia số ra giùm cũng được nha mà. Cho em mở điện lên rồi. Rồi bộ này sao 23 cho đến 23 cho đến 25 kg mấy chị. Giá là 80. Bộ này bán cho em mấy chị 85 ngàn đi. Lên chị Mã Lệ. Vàng 18 chị Kiều Trang. Rồi cái màu bộ hồng dài tay chị Kiều Trang ạ. Rồi màu ghi đá nha chị. Lên chị Mã Lệ kiềm ký kiềm số thuận chút đôi. Em còn một bộ duy nhất size 60 tầm khoảng 23 4 kg mang vừa. Mã Lệ. Rồi. Có vàng 11 kg em chiêu kìa. Rồi có vàng 11 chị Thu Trúc Nguyễn. Rồi bộ này còn một bộ size số 10 tầm 23 4 kg giá 85. Lên chị Mã là Lệ kiềm ký giùm em. Lệ nha, là 85 ngàn nè. Có vàng là 79 ngàn, 7989 nè. Rồi ok, tranh thủ chốt thôi mấy chị ơi. Sắp hàng nhà ngố nhà em đợt này nói chung là cũng hết vải rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là vận chuyển khó khăn. Tiền cước vận chuyển nó cao quá, em cũng chưa biết có về được hàng hay không đó mấy chị. Rồi bây giờ em lên cho mình cái bộ này nha. Bộ này cái size nó đây. Rồi. Rồi lẹ là 24, 25 kg. 23 cho đến 23 4 kg giá là 85 ngàn một bộ. Ngố xe đại 85. Rồi bộ này chị lên cho em mã là mũ đi. Mũ cam, chị lấy mũ cam comment mũ cam đẹp không chị. Rồi, bộ này bán cho mấy chị 77 ngàn. 77 ngàn chất lượng là da cá sấu, size dành cho biết là từ 7 kg cho đến là 10 16 không? 16 ấy. Rồi 7 cho đến 16 kg mấy chị. Mũ màu cam giá là 77 ngàn đồng bộ. Comment cho mã mũ cam kèm ký kèm số thoại chút đơn. Vàng là gấu vàng hả? Lên 18. Rồi chắc còn mũ. Rồi. Mũ màu cam comment cho mã mũ cam kèm ký kèm số thoại chút đơn. Mũ cam một giá 77. Một bộ biết đây. Size 35 chị Viên Du Viên à. Rồi ok. Rồi mũ cam 77 ngàn một bộ mấy chị. 18, 15. Mũ cam 15 chị Hè Hương. 7 cho đến 15, bộ 78. Mũ cam 11 chị Ngon Nguyễn. Rồi ok, đẹp không hết chị. Nhân viên đông quá hả? Xe ba lon nó ngọn cái gì xuống vậy? 14. Rồi giờ còn sao đến 14 kg không? Thôi còn 7 cho đến 14 kg thì giá 77 ngàn. Lên cho mã mũ cam kèm ký kèm số thoại chút đơn. Rồi mũ cam và kèm cái đĩa và kèm kèm số thoại bên em lên đơn chị đồ qua nè. Lên cho chị thêm một cái hình này nữa đó. Rồi tranh thủ lựa đơn, đủ đơn giùm em nha chị nha. Đủ đơn giùm em để ngày mai đi vào điện chút đơn với chị. Rồi lựa từ 2 bộ giùm em. Được từ 2 bộ để em liên hệ chút đơn cho mình nha. Cứ dục qua đây. Rồi trời ơi, đẹp chưa, hình gì đây xuất sắc vậy. Trời ơi, đẹp chưa, hình máy bay hả ta. Gì hai, máy bay hả. Ui máy bay, lên chi mẹ tên lửa chứ. Cái này tên lửa, lên chi mẹ tên lửa. Kèm ký kèm số phận chút đơn mình hình tên lửa chị. Rồi có sai chung không hai. Rồi 8 cho đến 15 ký giá 67. Và 16 cho đến 20 ký giá 77 ngàn. Lên chi mẹ tên lửa. Tên lửa kèm ký kèm số thoại chút đơn với chị. Hình tên lửa nhé. Đấy, tên lửa rất là đẹp luôn nè. Lên chị mặt tên lửa. Rồi tên lửa giùm em. Tên lửa chị BH Hạnh 12. Rồi ok nè. Tên lửa hả? Đúng rồi, cái này tên gì đây? Tên lửa chị Cẩm Tiên 15. Tên lửa mấy chị. Rồi tên lửa nha chị. Tên lửa thì kèm ký kèm số thoại giùm em. Anh em lên đơn 8 cho đến 12 ký là giá 67. Tên lửa 20 chị Kim Thoa. 8 cho đến 15 là 67, 16 20 kg là 77 ngàn. Lên cho mẹ tên lửa. Tên lửa 17 chị Anh Nê Hồng My. Rồi ok nè. Tên lửa 15 chị Hân Nguyễn. Rồi ok chị Hân Nguyễn. Tên lửa 15 chị Nhung Trần. Rồi ok chị Nhung Trần. Tên lửa 12 chị Thu Trúc Nguyễn. Ok chị nè. Rồi tên lửa giùm em. Tên lửa kèm kèm số ký và kèm kèm số thoại nha. Tên lửa 10 chị Thúy Nguyễn. Rồi ok chị Thúy Nguyễn nè. Tên lửa 15 chị Lan Thư. Rồi tên lửa giùm em mấy chị. Tên lửa 16 chị Ngọc Lý Nguyễn. Rồi ok chị nè. Tên lửa 12 chị Xuân Thúy Trần. Tên lửa 14 chị Nguyễn Phương. Có cái gì em lên cái đó mấy chị ơi. Tên lửa 17 chị Nhung Rin. Rồi ok nè. Ui
lệ còn mấy bộ nè, chị shop nè. Có gì lên đó nha chị nha, mấy chị muốn lên nhưng mà hàng nhiều khi đã like hết rồi, không còn hàng lên đâu mấy chị. Rồi bộ này size dành cho Bí là từ còn mấy bộ nè. Từ 11 ký nè. Rồi con khá đủ size. 11 cho đến 20 ký là giá 75.000 và 23 cho đến 27 ký giùm em là giá 60. Quên giá 85.000. Tên lửa 17 chị Hà Nguyễn. Rồi còn vài bộ mố này, mố bé gái này mã lẹ lên kia mã lẹ đi. Tên lửa 12 chị Tam Kim Trần. Rồi ok chị này. Rồi lên kia mã lẹ kèm ký cho em xuống khoảng chút đơn. Bọn này có size là từ 11 cho đến 20 là giá 75 và 23 cho đến 26 ký là giá 85.000. Lên kia mã lẹ LV Long giùm em. LV Long rất đẹp mấy chị. Rồi còn vài bộ này nhanh tay lên kia mã lẹ. Rồi 11 cho đến 20 là giá là 75 và 23 cho đến 26 ký là giá 85.000 như bạn lạ. Rồi 12 ký này size số 3 này, có này size số 3 ok này. 11 12 này. Lại 12 chị Mai Hiền 489 size số 12, 23 cho đến 27 rồi. Lại này. Bé gái giùm em nha các chị nha. Rồi bé gái. Rồi qua. Rồi lên hết còn bé trai này đi. 15 tới 20. Lê 17 chị Thảo Lê. Rồi ok chị Thảo Lê nè. Rồi đẹp không mấy chị? Lo nhẹ nhẹ. Tôi không ăn nấu trời sẽ ăn 11. Rồi hết 11. Bây giờ rồi còn size số mấy ha? 58. Rồi 58. Ok 5 là 13, 45 nè. 8 là từ 10, 18. Rồi vàng đại comment cho mã bộ vàng đại 99.000. Sao này dành cho Bí là tầm 28 cho đến 30 ký. Rồi 28 cho đến là cái này tầm 27 cho đến 29 ký mang vừa. 27 cho đến 29 30 ký mang vừa nha chị, comment cho em bảo bộ vàng đại 99.000 bộ. Con rất là to luôn. Rồi 27 cho đến 29 ký mang vừa nha, vàng đại 99.000 lên cho bạn bộ vàng đại một bộ duy nhất. Rồi mẫu này mấy chị nào mua không để kêu để riêng đó, mai kêu cho mấy chị qua shop lựa. Mấy bộ đẹp lắm chị qua shop. Rồi bộ này còn bộ này, comment cho mã bộ đại bàng sale 79.000 bộ đi. Đại bàng 79k, comment cho mã bộ đại bàng size này tầm 13-14kg. 13-14kg mang vừa đó chị, khỏi không còn ghi đâu hai em nhé. 79.000 comment cho mã bộ đại bàng cho em 79k. Đại bàng này 79.000 size 13-14kg chị. 79.000 comment cho mã bộ đại bàng 79k kìm ký size 13-14kg còn một bộ duy nhất. Đại bàng. Rồi hiếp hết này. Rồi cái này hip hop nha chị, lên chị mã bộ hip hop size này dành cho Bí tầm 23-45kg nè. Từ 23 cho đến 25kg lên chị mã bộ hip hop kèm ký kèm số thoại chút đơn hip hop 100 không còn hip hop này size số 8 hộ. Size số 8 là 95.000 bộ nè. 95k thằng em cho mã bộ hip hop kèm ký kèm số thoại chút đơn 95.000 size này tầm 23 cho đến 25kg. Quá đẹp luôn mấy bộ này. Rồi cô Ban này mấy chị. Cô Ban nha, lên như mẹ cô Ban. Đấy, cô Ban này size dành cho Bí nào là tầm 17-18kg. Rồi sale 75.000 cô Ban đi. Đại bàng 14 chị Hà Hương. Rồi 17 cho đến 19kg mang vừa lên như mẹ cô Ban. Đại bàng 79. Rồi cái kia 95, rồi cô Ban này 75 nè. Cô Ban hàng thương hiệu 75.000 size dành cho Bí 17 cho đến 19kg. Chị giá 75 lên như mẹ cô Ban. Rồi rất là đẹp luôn cô Ban nha. Không như là cô Ban nhìn em. Rồi qua bu me này 45.000 bộ này size này tầm 13-14kg lên cho mã bộ bu me 45 này. Rồi bu me này hip hop. Hip hop. Cô Ban 17. Cô Ban 17 ok 75. Cô Ban 17 chị Linh Mồm. 75.000 rồi bu me 45.000 size 13-14kg. Bu me 45 lên cho mã bu me. Bu me là 45.000 nha chị. Xong đi cho mã bu me rồi lên cho em thêm một cái bộ dài tay nữa đi. Rồi lên thêm cho mình một mẫu dài tay nữa nha mấy chị. Rồi dài tay đây có size gì đây? Size nhí này, có size đại, size trung nè. Rồi con mèo mấy chị lên kia mã này là mèo. Bu me 13. Bu me 13 chị Tam Kim Trần. Rồi hiếp hóa là 95.000. Rất là đẹp luôn mấy chị, lên kia mã mèo. Mấy chị mèo kìm ký kìm số thoại chút luôn mấy chị, bộ mèo nha. Chị lấy mèo lên mèo. Đẹp chưa mèo Hello Kitty.
mèo nha, tình yêu lấy mèo lên mèo, sai dành cho biết là từ 8 cho đến 15 kg là giá 67 và 16 cho đến 20 kg là 77 nha. Tiếp hớp là 24 kg ok kìa. Bơm. À, bơm hàng ông chút đơn. Mèo em có size từ 8 kg cho đến 20 kg nha các chị nha. Mèo 13 chị Nhung Rinh ạ. Rồi mèo giùm em chị cho nó mèo. Mèo kiếm ký trong số thoại bên em chút luôn. Mèo Hello Kitty. Mèo 18 chị Phương Linh Phương. Rồi ok chị Phương Linh Phương. Đây chị mã mèo. Mèo 20 chị Bồ Công Anh. 8 cho đến 15 ký là 67, 16 20 ký là 77 ngàn nha. Mèo 18 chị Kiều Trang. Rồi ok nè. Mèo kiếm ký trong số thoại bên em chị. Rồi ok. Mèo 14 chị My Bùi. Ok chị My Bùi. Rồi còn riêng mèo 10 chị Kim Huệ CT. Rồi ok chị Kim Huệ này. Rồi lên mèo giùm em nha. Rồi lên cho mình một hình biết trai nữa nè mấy chị. Mèo 14 chị An An. Rồi ok chị An An. Rồi qua mẫu mấy chị. Rồi qua mẫu nha. Lên cho mình cái bộ gì đây, con siêu nhân hay con gì đây nè. 8 cho đến 15 kg là 67 và 16 cho đến 20 kg là 77 ngàn. Mèo 9 chị Anh Lê Huỳnh. Rồi con cái mèo gì đây rất là đẹp luôn hả chị. Con này không biết là con gì. Ba anh con này con gì vậy ba anh? Dạ con nào? Con đây. Con đây. Siêu nhân gì? Ti ghe. Ti ghe hả? Ờ siêu nhân điện quang. Trời ơi giỏi chưa. Mình á biết chưa. Biết ti ghe điện quang là xỉu luôn đó chị. Ti ghe điện quang gì đây mấy chị ơi. À, bây giờ cái hình nào đưa tụi nó cũng biết hết đó mấy chị. Mà chị em mình không biết thôi chứ tụi nó rành lắm. Rồi lên cho em mã này là cái gì? Điện quang đúng rồi. Điện quang đi. Siêu nhân ti ghe điện quang gì. Chẳng biết cái học hình gì của tụi nó chị ơi. Rồi điện quang nha chị nha. Comment cho mẹ điện quang kiều ký kiều số thoại chút đô mình siêu nhân điện quang nè. Siêu nhân điện quang. Để em coi hình cái này còn một cọc nữa nè. Rồi 8 cho đến 15 ký là lên giữa. À, để em coi hình cái này. Rồi siêu nhân điện quang mấy chị lên chi mã điện quang gì đây, ti ghe chị đúng rồi hàng gì anh hùng ti ghe đúng không bo đô cái gì ti cái này là trong cái gì hoặc hình gì à siêu nhân điện quang anh hùng ti ghe thế nào được hay coi đúng không à đúng rồi nè. Rồi điện quang mấy chị ơi anh hùng ti ghe này điện quang á đúng rồi nè tụi nó hay coi á. Điện quang 12 chị Tam Kim Trần. Rồi. Rồi chị Diễm còn một cái hình nữa nè, chút nữa giải mã giùm cái hình. Điện quang chị Anna Hồng My 17. Rồi ok nè. Điện quang 14 chị Tú Quyên. Rồi ok nè. Điện quang 15 chị Gia Hưng. Rồi ok chị Gia Hưng. Rồi điện quang mấy chị ơi. Điện quang hai bộ chị Nhung Rinh. Rồi, 15 okay. 17. Ok nè. Rồi điện quang 18 chị Kim Phương. Rồi ok nè. Đấy. Cái hồi lúc mà cháu thì nó mới có 3-4 tuổi là nó chưa có biết nói là nó cứ nói cái gì anh hùng ti ghe nó có biết bấm ti ghe là cái gì bấm đại ti ghe cái nó ra cái hình tay cho tụi nó coi này đúng không nè. Đấy. Rồi anh gì đây ti ghe điện quang nhá chị. Điện quang giùm em rồi có một cái mẫu nữa cái thằng này cái thằng gì nó siêu anh hùng gì đây. Con chúa này. Rồi chấm chấm bài hôm nay mấy chị mua đồ dài rồi có mua đồ ngắn không biết hỏi em lên. Điện quang 16 chị Trang Đinh. Mua đồ dài rồi có mua đồ ngắn không biết hỏi em lên đồ ngắn không chị. Rồi 8 cho đến 15 kg là 67. 16 cho đến 20 kg là 77 ngàn củ chị là quá rẻ đúng không nha chị nha. Rồi lên chị mã điện quang. Nấu vàng còn 14 luôn chị. Hả? Nấu vàng. Hết tay. Ủa con sẽ số 5 á hai. Số 5 với 6 thì nó vừa đúng không? Số 6, 14, 14, 16 thôi. Cũng được. Cũng vừa ổn. Rồi ok, bây giờ lên cho mình hình công chúa. Mấy chị mọi người comment cho em mã là công chúa nha. Gấu vàng 14 chị Nguyễn Phương. Rồi công chúa đây nè. Công chúa kèm ký kèm số phận chút đưa hình công chúa nha. Công chúa có size gì đây. Điện quang chị Lệ Kim 14. Rồi ok chị Lệ Kim nè. Rồi bảo này chị có size nhí thôi mấy chị.
Ôi công chúa rất đẹp luôn mấy chị ơi. Đấy công chúa nha, chị lấy công chúa lên em mà. Công chúa nè, mấy đứa gái này, cái này công chúa cái gì đây? Không biết công chúa. Điện thoại 14 chị Khánh My. Rồi công chúa kiềm ký thêm số điện thoại em lên đâu. Rồi đây là công chúa nè. Rồi công chúa kiềm ký thêm số điện thoại em chút đơn nha, siêu nhân like rồi chị ơi. Siêu nhân bên em like rồi. Rồi công chúa kiềm ký kèm số điện thoại. Rồi công chúa kiềm ký kèm số điện thoại em giúp đơn. Giá là 8 cho đến 15 kg là 67 ngàn. Công chúa chị Trần Vy 12. Rồi ok chị Trần Vy nè. 8 cho đến 15 kg thôi nha chị, giá 67 ngàn bộ luôn nha mà công chúa. Công chúa chị An Nguyễn. Rồi ok chị An Nguyễn. Công chúa 10 chị Mỹ Lộc. Rồi ok chị Mỹ Lộc này công chúa chị ơi. Công chúa em mới biết giá nó mê lắm nè. Rồi công chúa kiềm ký kiềm số thoại giùm em. Rồi thêm một. Vô duyên. Chị Ba đang bán hàng mà vô duyên quá. Trời ơi cái hình con hình đây là hình gì ba anh? Dạ. Này là gì? Chị Nhân Bay. Chị Nhân Bay hả? Không. Superman. Superman. Rồi Superman đó chị ơi, Superman kiềm ký kiềm số thoại em chút đơn. Công chúa 15 chị Nhung Trần. À đúng rồi, Superman gì đây, men gì đây, men ốp gì đây. Rồi Superman kiềm ký kiềm số thoại em chút đơn mình Superman mấy chị. Rồi 8 cho đến 15 ký hả? 67, 16 cho đến 20 ký là 77 ngàn. Lên di mã là Superman. Công chúa 15 chị Nguyễn H. Phương Trúc. Cái lúa mà học lớp mờ lớp mẫu giáo lớn học lớp mẫu lớp hai ba nó rành lắm mấy cái này lắm á chị ơi. Chốt giúp em hai bộ nha các chị, để ngày mai nhân viên chốt đơn cho mình nha các chị nha. Rồi, okay. Ít nhất là hai bộ giúp em nha các chị. Rồi Superman, Superman cái gì em chữ men thôi cũng được nhớ nhở. Rồi Superman, Superman 11 chị Dung Nguyễn. Rồi Superman đó chị. Đấy Superman nha chị Thúy Lê. Rồi Superman này ok nè. Superman chị Thảo Nguyễn. Ok Thảo Nguyễn. Superman cho chị Nguyễn Phương. Rồi. Công chúa 12 chị Chi Nguyên 411. Rồi ok này Superman nè. Đấy. Rồi Superman kiềm ký kiềm số thoại. Đa số cái hình này nó toàn là làm hình hoặc hình hết á mấy chị. Hình nào nó cũng có ý nghĩa hết á. Superman cho chị Thu Nguyễn 17. Ngay cả hình bé gái nó cũng có cái tên mà mình không biết thôi. Chứ hình nào nó cũng có cái tên hết á mấy chị. Nó đều là nhân vật gì đó á. Rồi Superman giùm em. Superman chị Ngân Nguyễn 11. 8 cho đến 15 kg là 67, 16 cho đến 20 kg là 77 nha. Rồi quê nha. Superman 12 chị Uyên Huỳnh. Ok chị Uyên Huỳnh này. Rồi con bò sau lưng còn mấy bộ nè. Bò sau lưng là còn size đến khoảng là 15 kg đổ lại nè. Superman 14 chị Khánh My. Comment cho mã màu hồng cam đi. Màu đen màu hồng cam á. Màu cam sữa với màu cam sữa lên cho màu cam sữa. 20 chị Kim Thoa. Rồi ok. 13 chị Băng Tâm. Ok cái mẫu này ở đâu ta? Cái mẫu này ở đâu để lên cho mấy chị luôn nè. Mẫu bay chi tiết nè. Bay chi tiết có cái mũ này. Rẻ lắm mấy chị có mấy chục ngàn à. Chia sẻ bài viết là tặng cho mỗi người bộ này với giá siêu rẻ luôn phần với nhau. Rồi mã này là màu cam sữa. Chị lên cho mã màu cam sữa nè. Cam sữa nha mấy chị. Size dành cho bé là từ này kêu là size 4. Số 1 không ha? Đã đó. Rồi để em coi. Số 5, số 4, 4, 5, 6. Rồi 4, 6, 2 là size từ 12 đi cho đến 15 kg mang vừa. Rồi 12 cho đến 15 kg lên chị bỏ màu cam sữa nha. Bò cam 15 chị Lê Kim Thuyền. Rồi ok chị Lê Kim Thuyền nè. Rồi để em coi cái bộ đang nằm đâu em lên luôn cho. Rồi em lên cọc mốt đang cầm nè. Kem sữa 14. Kem sữa 14 chị An An. Rồi. Kem sữa 13 chị Ngô Huyền Trang. Ok chị Ngô Huyền Trang nè. Kem sữa em còn một bộ size 12, 13 à. Đẹp ghê luôn, cái set này rất là đẹp mấy chị ba chi tiết nha chị nha. Rồi tặng cho mọi người bộ 85 lên em, mã tặng 85k đi. Tặng cho mọi người bộ 85.000 nha. Màu màu kem 12 chị Thu Trúc Nguyễn. Những bộ này mà ra shop mà ba chi tiết như thế này mua phải là 130 bộ mấy chị. Là rẻ nhất á, cho 230 một bộ là rẻ nhất nha chị. Em bán cho mình tặng cho mỗi người bộ tặng 85 lên mẹ tặng 85 chị nào chia sẻ rồi tặng cho chị 85.000 đi. 85.000 nguyên xét rồi bay chi tiết. Đấy, cho em một cái bộ riêng hỏi gọi cho chị xem đi. Vậy cho bộ xanh luôn, bên em không có mẹ cho bộ xanh luôn nên chị đợi em xíu em đọc mẹ mình chốt nha chị. Tặng 85k.
đúng mẹ là tặng 85 tặng nha chị. Sữa, sữa luôn hết. Sữa hết luôn nè. Rồi ngủ đợi em xíu, em còn mấy bộ muốn lẹ lẹ nè. Rồi đây, nó là gồm cho mình một cái áo ghi lê có mũ như này lên mẹ tặng 85 giùm em nguyên set này. Thật sự là không đi đâu mua được giá 85 ngàn hết đó chị. Một cái quần da cá cho em chỗ này, quần có bao phía dưới may rất là đẹp luôn. Một áo bên trong nữa, mà giá 85 ngàn, áo bên trong vải cực kỳ dày luôn á. Vải xịn cực kỳ cho em luôn, 85 ngàn nha chị nha. Cái bộ có vài bộ. Cái này lớn nhất rồi hả? 85.000 chị Hà Hương. Không có. Chị Hà Hương không vừa, chị Hà Hương số 7 kìa, số 7. Nhưng mà cái màu đen, chị Hà Hương có chịu thì tí nữa lên sau. Thật khỏi. Không có được, cái này tới 14kg thôi, không có lấy với chị như vậy, lỗi chị không đồng ý. Rồi cái này tới 14kg thôi. Nè. 85 kiếm ký giùm em nha các chị, em có size từ 8kg cho đến 14kg mang vừa. 15 nó có một bộ là 10 15kg có một bộ là màu đen. Đó cũng 85.000, đen 10-15kg, còn lại là màu xanh. Có màu xanh trước rồi màu đen lên sau, đen đây là 85.013 chị Băng Tâm. Rồi ok chị Băng Tâm nè. 85.014 chị Nguyễn Phương. Đó, nó rồi từng chi tiết hết nha chị nha. Áo có mũ này. Mặc cực kỳ ngầu luôn. 85.010 chị Đinh Nhật Nguyên. Rồi tặng 85k mấy chị, 14kg đổ lại thôi, còn 15kg có bộ màu đen. Bên chị mã đen 85. Đen rất là đẹp mấy chị. Rồi đen là 15kg nè. Đen xuất sắc luôn. Rồi đẹp chưa, đen 85.000 nha, lên chị mã đen 85. Rồi hết rồi chị ơi, giờ còn màu đen là 15kg, lên chị mã đen 85. Đây đó. Đây, vải dày đẹp nha, đen 85, nên chị mã đen 85, 15kg. Rồi có một bộ duy nhất 85.013 chị Tam Kim Trần. Rồi ok, còn bộ 89kg. 85.000 màu xanh em còn size 89. Rồi còn một bộ cuối cùng là 89kg thôi, nên chị mã đen giùm em mấy chị. Đen 15 chị Trang Đinh. Rồi ok, cảm ơn chị Trang Đinh nè. Rồi con gấu màu vàng này 79.000 bộ, không em chị mã bộ gấu vàng size này tầm 19 cho đến 21kg mang vừa. Nên chị mã bộ gấu vàng 79k, không em chị mã bộ gấu vàng nha chị. Có vàng kiềm ký kiềm số thoại em chốt đơn 79.000 bộ. Có một bộ duy nhất. Rồi lên chị em mẹ gấu vàng kiềm ký em để em chốt đơn mình bộ gấu vàng 79.000. Rồi thỏ màu xanh nè. Thỏ màu xanh còn size là 13-14kg 79k comment cho mẹ thỏ xanh. Thỏ xanh kiềm ký kiềm số thoại em chốt đơn 79.000 bộ. Comment cho mẹ bộ thỏ xanh nha. 79.000, 13-14kg một bộ duy nhất. Rồi cái vàng cái đó gấu vàng đó hả? Gấu vàng 13 có không? Không có 13. Thỏ xanh mới 13kg, còn gấu vàng là từ 19 cho đến 21kg. Thỏ xanh 13 chị Thảo Lê. Rồi ok này, LV nè. LV vàng này, LV comment trên mã LV vàng. Thỏ xanh 79. 79.000 mấy lô này đó, nó giá 79.000. Rồi lên trên mã LV vàng giùm em là size từ 11kg nè. LV vàng là 11 cho đến là một bộ là size số 3 với số 5. 11 đến 15 kg mang vừa, hôm nay chị mã bộ LV vàng 75.000. Bộ này bán giá chị 75. LV vàng 75, size 11 cho đến 15 kg giá 75.000, còn 3 bộ. Rồi ok, nai màu xanh nè. LV vàng 11 chị Vi xe xe kỳ. Rồi. 75 bộ đó bán giá chị 75 rồi, nai xanh 75.000, nai màu xanh. Hôm nay chị mã nai xanh. LV vàng chị Hiền Du Kỳ xe 5. Rồi 75.000 bộ đó luôn, ghi với 75 vô ở bộ chứ. Rồi bộ đây nai màu xanh, comment cho em mã bộ nai xanh. Nai xanh kiềm ký kiềm xuống thoại em chút đô này, bộ gấu bộ thỏ xanh nó ghi giá rồi nha. Rồi nai đây size này tầm thỏ là 16-17kg nè. 16-17kg mấy chị, nai xanh giùm em bộ đây phân nó to 16-17kg nhân 2 rồi giá là 75.000 đồng. Lên cho em mã bộ nai xanh một bộ duy nhất 16-17kg giá là giá 75.000 đồng nha chị mã bộ nai xanh. LV màu vàng em còn một bộ size 14-15. Rồi bộ dập ly. Dập ly 75.000 nha chị mã bộ dập ly. Dập ly này size dành cho ý là tầm khoảng là 14-15kg mang vừa nè. 14-15kg mang vừa nha chị, lên chị mã bộ dập ly kèm ký kèm xuống thoại chút đơn một bộ dập ly mấy chị. 14 nai màu xanh chị Thảo Lê. Rồi 14-15-16kg mang vừa giá là 75.000 dập ly một bộ. Cái hàng đẹp lắm mấy chị nào mua khô bơi shop mua đắt lắm nha. Hàng đó em thật sự là cộng lại rất ít rồi, chị nào coi đồ mua. Rồi 85.000 bộ này. Bộ đây là 85. Rồi bộ đây size từ 24kg nha các chị. Bộ đây từ 23kg đến 23 cho đến 30kg mang vừa. 23 cho đến 30 nha, con này to hơn 23 cho đến 30kg này giá 85.000.
từ 23 cho đến 30 kg giùm em, nai màu vàng. Comment cho mã nai vàng giùm em có 2 bộ. 23 cho đến 30 em like nhanh nha, chị nào coi đủ nào mua với chị. Rồi quay đồ đi chai. Ủa nai vàng còn mấy bộ này? Rồi nai vàng còn mấy bộ này? Đây cho mã bộ nai vàng giùm em đi, size nhỏ là 75, size lớn là 85 á. Nhỏ 75, nhỏ là còn size mấy đây? Rồi nhỏ là còn size số 5 là tầm khoảng là 10 dập ly 14 chị Thu Trúc Nguyễn. Rồi 17 kg cho đến là 22 kg là giá là 75.000 và size từ 23 cho đến 30 kg là giá 85 lên trên mã nai vàng. Nai vàng 25 chị Lê Kim Thùy. Rồi 25 bộ đó thôi. Bộ đó ok. Rồi ok qua nha. Con vịt màu con bò màu đen này, bò đen còn mấy bộ này? Bò đen này như chia mỗi con bộ xong. Rồi bò đen 79.000 bộ, size dành cho bé là từ 8 kg cho đến là 16 kg mang vừa lên trên mã bộ bò đen bé gái mua bé gái. Rồi giá 79.000 bộ, comment cho mã bộ bò đen. Rồi nai ba bộ size số 7 là ok này ha. Rồi 75.000 bộ đó, bé giá luôn. Nai 23 chị Nhung Phan, bò màu đen lên trên mã bò đen từ 8 cho đến 16 kg mang vừa và giá là 79.000 bộ. Bò đen 11 chị Vy xe kỳ. Rồi đây bò màu đen nhá. Bánh đi ba bánh đi đi. Bò đen bò đen. Đây là nhỏ thôi. Chứ đốt bò nha. Bò đen 13. Bò đen 13 chị Kim Vy. Đây cũng là 13 14 kg nè. 14 kg nè. Rồi cái này mỗi bộ nhất một size nha. Bên này. Rồi thỏ màu cam luôn chị mẹ, bộ thỏ cam kìm tí đi một chút luôn. Quân du. Ui lừa lên to. Đồ. Bò đi 13 chị Thu Trúc Nguyễn. 13 nè, la to quá. Nguồn bự gì? 11. Cái nhân viên gì mà la to thế. Rồi thỏ màu cam mấy chị, size này XS 36 cho đến 38 kg mang vừa. Giá là 99.000, comment cho mã bộ thỏ cam XS của người lớn nha chị. Rồi 36 cho đến 38 kg giá 99.000 bộ, comment cho mã bộ thỏ cam. Rồi thỏ cam kèm ký kèm số thỏ chút đô rồi lên đồ dài nữa mấy chị. Dài tay nữa luôn mấy chị, đi qua lên một mẫu cuối cùng nha. Làm giỏi hơn chút nữa. Chút gì đã thủng chưa? Còn một cái mẫu gì đây rất là đẹp luôn nè mấy chị. Ui cha hình đẹp không? Đố ba anh ba em hình đây hình gì? Đố đồ hình đây hình gì ạ? Đâu? Thấy gì? Đấy. Khủng long bay sừng. Khủng long bay sừng nữa mà. Rồi ok. Bé sườn ngồi ờ đúng rồi nè. Cho mẹ này tên thỏ cam. Đó, 36, 38. Thỏ cam 38 chị Mai Phương Nguyễn. Rồi ok chị Mai Phương Nguyễn nè. Rồi cái này lên chay mẹ là khủng long tê giác thì đây lên mẹ khủng long đi mấy chị. Bê sườn. Khủng long kìm ký kìm số thoại chút đô mình bộ khủng long nha chị nha. Đấy nó nói là khủng long bê sườn mấy chị ơi. Đồ giác. Cứ khủng long đi cho nó nhanh đi. Khủng long nha, 8 cho đến 15 kg là giá là 67.000 và 16 cho đến 20 kg là 77.000 thôi nha mẹ. Khủng long. Khủng long kèm ký số thoại chút đô. Khủng long mấy chị lên mẹ khủng long hộ em. Khủng long đẹp quá không? Màu rất là đẹp luôn mấy chị, màu đây nãy giờ chưa có nè. Màu đây từ đầu like tới giờ em chưa like nè. Khủng long chị vuông gốc 13. Rồi ok nè. Khủng long chị tam kim tròn 13. Rồi. Khủng long 13 chị Uyên Huỳnh. Rồi còn rất là nhiều hình mà để hôm nào like nha chị, hôm nay em chỉ like ít thôi. Cái like nhiều quá không có người làm. Khủng long 11 chị Bồ Công Anh. Nào muốn nhặt thêm ngày mai báo nhân viên nhân. Khủng long 20 chị Kim Thoa. Rồi ok nè. Khủng long 18 chị Kiều Trang. Rồi. Mấy hình đây ngày quay chưa chụp luôn á, nhiều hình quá, tới cả trăm hình mà em chụp mới có 10 hình à. Khủng long 17 chị Thu Nguyễn. Rồi ok này khủng long nha chị. Em mẹ khủng long kèm ký thêm số thoại chút đô. Vậy không có 35 kg đâu. Rồi không có 35. Không làm hết. Rồi qua mấy chị. Khủng long 15 chị Nhung Trần. Cuối cái mới bắt đầu rồi ok qua. Rồi khủng long giùm em mấy chị. Khủng long kèm ký thêm số thoại chút đô. Rồi bây giờ lên cho mình một mẫu tiếp theo. Còn số 5. Khủng long 14 chị Nguyễn Phương. Ok. Ủa cái bộ này sao nó rút mất bộ cha. Ừ. Cái size 15 số gì không? Không. Số 2. Số 2 mất một số. Ờ. 8 cho đến là từ 7 cho đến 10 kg bây giờ còn bộ nó rút đất này trời. Khủng long 14 chị Băng Tâm. 85.000 lên chi mã là tặng 85 giùm em đấy. Còn hai bộ này. Trời ơi rút đất một bộ. Rồi tặng 85k.
Dạ ba tam em hết khủng long 14 nha. Cái bộ của ai sẽ đơn vậy nha. Khủng long 17 chị Linh Linh. Rồi mua về để dành chụp hình thôi thôi mà mấy chị ơi. Chết thi công nè. Rồi lên chi mã này là sẽ bao nhiêu? Sẽ cho chị nào có giá là 74.000. Sẽ 74k kèm phí hình xuống thoại nguyên set gồm áo sơ mi và quần kem như này size tầm khoảng 16-17kg. Size tầm khoảng 10 không cái này 14-15kg mang vừa nha chị, sẽ cho chị 74.000 đi. Rồi một cái duy nhất 74.000 sẽ 74k. Cái kè vào là mình tháo rồi được mấy chị, set cho phi công này. Rồi 74.000 nha, sẽ 74k, còn lại đây tặng 85, còn hai bộ là từ 7 cho đến 10kg mang vừa. Con cháu mà dưỡng luôn. 85.000 chị Vân Nguyễn. Rồi 74.000 nè. 74k size tầm 14-15kg nè. 74 chị Bích Vân. Rồi, ok cảm ơn chị Bích Vân nè. Chị nào xẻ đơn nó mới dễ ơi. Chứ giờ hôm hổ nó hết sạch lâu rồi. Rồi bộ này bán cho chị bộ này bao nhiêu tiền? 75.000 đi. Ủa phải hàng đây hàng 85 nè lộn. Lộn lộn hàng đây hàng 85 lộn. Rồi các chị nào mua thì lỡ rồi lên luôn. Chị nào có mua chút nha. Rồi 85 lên mã này comment cho em mã ta cái mã này comment cho em mã số 1 đến số 1 kèm ký kèm số thoại chút đôi mấy chị bộ này mã số 1 85.000 bộ. Rồi nhanh tay giùm em nha, một áo kaki và một quần. Một áo kaki và quên một hoặc một quần kaki và một áo chị nó ngược. Rồi 85.000 lên cho mã là số 1 kèm ký kèm số thoại chút đôi. Ta dành cho biết là từ 7 cho đến là 13 ký đổ lại mang vừa 85.000. Lên nhịp trên không có dỗ. Dỗ gì đây đuổi. Đi lên nhịp trên. Bè đuổi gì cơ. Để mất. Em làm cứ dỗn dỗn như lên nhìn trên không có nay dỗn luôn. Số 1 85.000 size từ 7kg cho đến 13kg. Số 1 13 chị Bích Vân. Rồi ok nè. Số 1 12 chị Tem Kim Trần. Rồi ok đẹp không mấy chị, 85.000 nhé. Quần kaki, quần kaki tứ hợp nè. Rồi em qua nha, em like nhanh thôi. Cuối giờ em là biến like với mấy chị nha. Chị nào coi được cái nào mua nha. Không mấy cái hàng nó to, hàng to hàng đắt. Đây đưa chị lên coi được chị có mua mua. Ủa không biết số mấy nữa. Đưa chị cái lớn nhất đi. Không biết số mấy nữa. Giờ này tao đã làm biến mà mày còn coi đưa. Số 17 chị Nguyễn Hương. Trời ơi cái lớn nhất là bao nhiêu đâu khó kéo nè. Cái hàng đâu cấp nè chị. Không. Đó, rất là to như thế này nha. Cái quần người lớn mình mang được luôn rồi á. Số 113 chị Hà Hương. Rồi sang 190-200 là lớn nhất nè. Rồi cái này size rất là to, áo khó kéo nè mấy chị, bộ của bé trai nha. Rồi đây số 1 em còn từ 7 đến 12. 200 nè. Rồi đợi em 30 giây cái hàng nó có size nó phải coi nè mấy chị. Rồi 180 nè. 190 nè. Thiệt đó chứ. Giờ này đá không coi được mà còn biểu coi cái thằng này nữa chứ. 220 này chỗ siêu to khổng lồ luôn rồi mấy chị ơi. 200 nè, rồi cái nào lớn hơn? 12, 8, 9, 9, 9. Số 1, 12. Rồi 21 là ok nè. Số 1, 12 chị Nguyễn Phương. Rồi siêu to rồi mấy chị. Siêu to mặc dừa luôn rồi. Siêu to mặc dừa luôn rồi nè. Càng cua đô nó bộ bận đi học trường. Rồi cái bộ đây tầm 40kg đổ lại 40 không tới đó. Cho nó đi học trường luôn. Rồi 35kg thôi. 35kg đổ lại mấy ok dùm em. Với giá là bao nhiêu tiền mấy chị? 155.000 lên cho em mã bộ đại cô đi. Đại cô kim ký kim xuống thôi đây. Đấy, áo khó kéo nha chị, tầm 33kg đổ lại thôi giúp em. Rồi với giá là bao nhiêu tiền mấy chị? Bộ bé trai nha. Rồi lên cho em mã đại cô kim ký kim xuống thôi chút đơn một quần một áo 155. Đấy. Cái này 35kg đổ lại thôi. 35kg đổ lại, áo em mặc đâu có bán đâu mấy chị ơi, áo em mang là của em. Rồi từ 22. Đấy, như thế này nha chị. 22. Rồi 35kg đổ lại mang vừa lên chi mẹ đại cô kèm ký giùm em. 155. Rồi em lên nhanh nha, mấy hàng này em lấy về bán shop thôi chứ bán like lượt like lắm mấy chị. Từ 22kg ạ, cho đến là 20 đi, 20 cho đến 35kg. Rồi ok qua nha, chị nào còn thì mình chốt nhanh đi. Cái hàng này giờ đặt một bộ không chắc là có giữ được hay không nha chị. Nhân viên nó làm nhiều việc không biết có giữ được hay không thì bên em không chắc nha. Một bộ không giữ đơn thì chắc gì nữa. Một bộ thời gian đâu mà chết tin nhắn được thời gian đâu mà ấy. Đặt rồi đặt hai bộ còn không đặt thì thôi bên em xả đơn lần sau chị đặt chị ạ. Chứ không có thời gian đâu mà chết tin nhắn một bộ nổi đâu. Đại B10. Đại chị Anh Lê Hồng My 30. Rồi LV mấy chị 75.000 bộ size này tầm 11-12kg mang vừa. 75.000 lên cho mã bộ LV vàng này.
Lồi vơi vàng kìm ký lon ngũ vĩ gãi nha chị giá 75.000 đồng lên cho mẹ bộ lồi vơi vàng giùm em 75k một bộ duy nhất 75.000 lồi vơi màu vàng. Rồi còn mấy bộ này lồi vơi vàng giùm em comment cho mẹ bộ lồi vơi vàng. Rồi bi nè, bi sẽ nốt là 45.000 đi lên cho mẹ một bi. Chị nào đang đặt một sản phẩm ở lại chút thêm giùm em một bộ nữa để đi, ngày mai đi đơn nha các chị, một sản phẩm anh em sẽ ra nha các chị ơi. Bi 45.000 size này tầm 7-8 kg mang bùa 7-8-9 kg bi 45 lên cho mẹ bi. Rồi 7-8-9 kg nha chị, 45.000 đồng comment cho mẹ bộ bi. Bi 45. Đại cô bé bé chị Nguyễn Diễm. Rồi ok chị Nguyễn Diễm nè. Rồi bộ đây con thỏ màu xanh nè. Thỏ xanh size bi này bi. À. Bi không. Bi là 11. Bi là 8-9-10, 8-9. LV11 ok. LV11 chị Ngọc Bích. Ok chị Ngọc Bích nè, nghe số kế ký em báo cái hàng lý xanh có 1 bộ không? Chị nghe em báo số ký nha. Rồi bộ này là từ 26 cho đến là 31 cái độ lại mang vừa. B9 chị Băng Tâm. Thỏ xanh 85. Đại cô chị Anh Em Hồng My. Thỏ xanh 85.000 lên cho mẹ bộ thỏ xanh kìm ký kìm xuống thỏ giùm em bố bí gái. Rồi bộ ngố dành cho bí gái mấy chị size từ 26 cho đến 31 cái mang vừa giá 85.000 cho lên cho mẹ bộ thỏ xanh. Thỏ xanh kìm ký kìm xuống thỏ chút đơn thỏ xanh 85 2 bộ. Bố bí gái 2 bộ 85.000. Rồi thỏ xanh nha, bố bí gái 2 bộ 85 lên cho mẹ bộ thỏ xanh. Rồi qua. Gì đây con chuột màu hồng nè, còn bộ bán nốt 55.000 đi. Chuột hồng lên cho mẹ bộ chuột hồng kèm ký kèm xuống thỏ chút đơn. Chuột này size tầm khoảng 16-17 kg. Đại cô chị Gia Linh 495. Rồi 16-17 kg chuột màu hồng với chị 55.000 lên cho mẹ bộ chuột hồng. 55 lên cho mẹ chuột hồng kèm ký kèm xuống thỏ chút đơn. Ở xanh 22 không vừa, 26 cho đến 31 ký nghe số ký em báo đó chị ơi. Nghe cái số ký em báo trên từng mỏng nha mấy chị. 31. Xanh 31 chị Tam Kim Trần. Đây lột. Rồi đây. Rồi đây. Xanh 28. Rồi có. 28 ok. Xanh 28 chị Nguyễn Diễm. Rồi cái này chuột màu hồng. Chuột màu hồng là 45 kg mấy chị ơi, 15-16 kg nè. Rồi 55.000 chuột 15-16 kg 55. Chuột hồng chị Lê Kim Thuyền. Ok chị Lê Kim Thuyền nè. Rồi mấy chị đợi em xíu chị mua hộ em trả cho chị nó hàng. Dạ bi em hết rồi. Đây có bộ mấy chị, hàng lẻ sai có bộ à. Thỏ vàng này còn mấy bộ đây. Rồi thỏ vàng này còn mấy bộ nè. Sai này 14 kg đổ lại mang vừa. Lên chị mẹ thỏ vàng giùm em tặng cho mấy chị 42.000. Lên chị mẹ 42k đi. Lên mẹ 42k kìm ký kìm số thỏ chút đơn mấy chị bộ 42.000 đi. Bộ này nhập vô 60.000 đó mấy chị ơi, giờ sẽ nó 42.000 nha. Rồi size dành cho bé từ 7kg cho đến 13kg thôi. 7 cho đến 13kg mang vừa 42.000 lên mẹ 42. 42 kìm ký kìm số thỏ chút đơn mấy chị bộ này 42.000 nha. Chị lấy 42 lên 542. Áo khóc hôm nào like chị ơi. Áo khóc giờ lên không ai mua đó, em lên server không có nhân viên xếp hàng. Nên thành ra là em lên cái nào mấy chị mua liền, chứ mà mua mà mấy chị không mua là em mua lên được. Ký shop mua của con mấy chị có thể ký qua shop mua cho nó nhanh nha chị nha. 42.9 chị Huỳnh Châu. Ủa, cái bộ gì đấy ta? 42.13 chị Yến Phương. Ok chị Yến Phương nè. Ủa cái bộ, trời ơi cái bộ đây 45kg đi. 10.000 đồng lên cho em đã tặng 10k đi. 10k giùm em lên cho em đã tặng 10k. Size này dành cho bé tầm 4-5kg. 3-4-5kg nha. Rồi 2 bộ. Tặng chị tầm 10.000 bộ, 3-4-5kg, bí sơ sinh. Rồi 3-4-5kg nhắn tặng 10.000. Tặng chị nào bộ không lạnh mang kim hôn 10.000 luôn đi. Cái quần đây hàng đẹp nè. Cái quần đây nhập vô sỉ đã là 50 mấy ngàn rồi. Tặng kim ký giùm em nha. Bi 40.000 luôn đi, cái quần đây thật sự em sỉ vô đã 50 rồi nè, giảm tặng luôn 40. Sao này dành cho bé 18 giờ. Cái này 20-22kg mang vừa. 20 cho đến 22kg mang vừa. Linh Chi mẹ là quần bi giùm em tặng chị. Tặng 4kg chị Linh Mom. Ok chị Linh Mom. Tặng kim ký cho em nha chị. 10.000 kim ký cũng được ạ. 42.000 10 chị Tuệ Lâm. Ok chị Tuệ Lâm nè. Rồi cái này 40.000 quần bi nè, quần đẹp lắm nha chị. Quần đem nhập cho 5 mấy ngàn mấy chị biết rất là đẹp luôn. 10.000 4kg chị Đinh Nhật Quyên. 20 đến 22kg 40.000 đó. Rồi giờ tới về giờ sẽ kho banh đó rồi cái nào còn sẽ hết. 40.000 trời, cái quần lấy vô 5 mấy ngàn của tôi đó bà ơi. 10.000 cho đổ nợ luôn. Quần bi kìm ký cho em nha. Quần nó 5 mấy ngàn đó mấy chị, quần chất đẹp lắm. Rồi 10, 23 kg mang vừa nè, 11, 12, 13 kg rồi tặng luôn cho mấy chị 25.000 nốt đi.
quán được tặng 25.000 kèm đơn giùm em cho đủ đơn. 25.000 mấy chị. Rồi 11 cho đến 13 kg mang vừa hai cái áo. Quần bi chị Thảo Lê. Rồi tặng bao nhiêu, 25.000 đúng không? Rồi tặng 25.000 đi. Rồi mấy đây áo kiểu. Áo kiểu đúng không? Ừ, áo kiểu dễ nè. Trời dễ thương chứ sao? Áo kiểu mấy chị, to lắm luôn. Các chị nào mua không tốt à. Rồi like luôn. 25 12 chị Tam kim tròn. Ok nè, áo kiểu này. Cái Dior còn xếp nè. Rồi Dior này còn xếp này, sale chị nào luôn 65.000 đi. 65 nha, lên gì mà Dior giùm em, size này tầm 24-25 kg mang vừa. 23-24-25 kg mang vừa, xếp Dior gồm một chân váy và một áo Dior tặng luôn nha chị, 65.000 Dior, 23-25 kg Dior. 25 kìm ký cho em chị ơi, mẻ kìm ký ạ. Dior với giá là 65.000 đồng, lên gì mà Dior này, xếp ngố nè. Ơi xếp hip hop nè, trời ơi hàng đang đắt nè. 85.000 là sale rồi nha chị, sale lỗ rồi đó. Rồi quần của nó này, quần túi hợp cho em như thế này, bộ bé gái. Rồi size này tầm 8 cho đến 10 kg mang quần. Không, cái này tầm 8-9 kg. 8-9 kg, 8-9 10 kg mang quần. Áo sẽ là áo mặc ôm và quần cho em, quần có bo phía dưới như thế này nha chị, nó đẹp luôn. Rồi sale nó 85. Tặng 25 13 chị Hiền Đỗ. Xếp vàng, comment cho mẹ xếp vàng từ 8 cho đến 10 kg. Okay. Đi ăn 25 kg chị Bích Vân. Đi ăn 65.000 cho chị luôn đi. Rồi đầm đây bán không chị nào, 50.000 nốt đi. Đầm đây từ 23 cho đến 25 kg. 23 cho đến 25 kg 50.000 luôn. Đầm, đội đầm đây nhớ nhập vô 70-60 kg này. Chẳng nhớ nhập nhiều thôi, Yếm nè. Tặng 25 10 chị Tuệ Lâm. Rồi Yếm đây size tầm 13, 14, 12, 13 kg nè. 85.000 hay không? 85.000 cái bộ kia 8 cho đến 10 kg. Bộ đó hàng đắt đó mấy chị, quần kaki nha. 85.000 10 chị Ly Sufan. Rồi cảm ơn chị Ly Sufan nè. Rồi bộ đây là không, cái bộ đây là tầm 10-11 kg mấy chị, 11-12 kg mang vừa nha, nguyên set. Rồi xả luôn cho chị nguyên set 65.000 đi. 65.000 nha. Hết luôn rồi mấy chị ơi. Rồi, set số 65 nhiêu ký vậy? 65 11-12 kg. Ok baby. Đi ăn đi. Rồi, bây giờ quay gì đây mấy chị? Ở trong đó nhiều kho tàng bí mật lắm. Bây giờ ship vàng. Ủa, con Dior này nè. Cái nào ship vàng không hết? Ship 65. 85 em hết rồi. Cái kia là Yếm ơi, ship Yếm ơi, ship Yếm. Cái cuối cùng mà lại bao nhiêu, 65.000 đúng không? Ừ. Đưa em lên lại, trời cái Yếm ra nhập vô. Nhớ không nhầm chắc 80.000 sao không chị? Một áo bên trong và một cái Yếm bên ngoài. Đấy. Một cái áo sơ mi bên trong và một cái Yếm dây bên ngoài như thế này, mà Yếm hai tầng hàng thiết kế như thế này. Rồi, 11-12 kg, 65.000 luôn đi. Rồi qua nè. Rồi bộ gấu hồng này, gấu hồng còn mấy bộ này coi sai luôn thì em còn một ba bộ. À gấu hồng còn kìa. Đi ra em hết rồi chị ơi. Gấu hồng mấy chị 8 cho đến 22 kg, giá là 79.000 và 10 và 21 quên và 23 cho đến 35 kg là giá 89.000 lên chị mẹ gấu hồng. Rồi chị lấy gấu hồng xong em gấu hồng kìm ký kìm xuống thầm chút đô mình bộ gấu hồng nha. Chị ý 12 đó. 12 ok, 65.000. Xếp ý 12 chị Nguyễn Hương. Ok chị Nguyễn Hương rồi. Lên dây lại gấu hồng mấy chị từ 8 cho đến 10 cho đến 22 kg giá 79 và 23 cho đến 35 kg 89.000 bộ. Lên dây mạng gấu hồng. Gấu hồng kèm ký chung số thoại chút đơn nha. Rồi gấu hồng dùm em. Ngố nha mấy chị. Giống như cái bộ nãy em mặc lai đầu, cái lai chim đầu tiên á, là màu em mặc màu cam, cái này nó màu hồng. Lên dây mạng gấu hồng. Rồi gấu hồng kèm ký chung số thoại em lên đơn. Đẹp lắm nha. Bản này về nhận hàng về ưng ý lắm đó chị. Rồi gấu màu hồng, gấu màu hồng mấy xe miêu. Đủ ra đủ xe sao rồi, đúng không? Gấu hồng 9 chị Băng Tâm. Rồi, gấu hồng 10 chị Ly Xu Phan. Đó lấy bộ xe số 2 luôn anh. Gấu hồng 14 chị An An. Rồi. Gấu hồng 18 chị Kiều Trang. Trời, 22 chị Phạm Ngọc Trâm. Tìm hết ra rồi. Trời chút xíu thôi chị. Nghe chưa? 13 chị Hiền Đỗ. Gấu hồng 2 bộ 18-19 chị Út Phượng. 13 chị Hiền Đỗ. Gấu hồng em nhận đơn từ 8kg cho đến 22kg mang vừa nha chị ơi. Bộ.
chị nào muốn mua đồ dài tay ngày mai coi lại cái like phát lại xong ngày mai báo nhân viên nó còn nhân viên em để vô cho nha. Mấy đồ dài tay em chị giờ người like lắm. Giờ chị nhớ có 26 chị Ngọc Thư Bùi. Giờ hôm nay không có nhân viên làm á. Gấu hồng 10 chị Tuệ Lâm. Dọn được. Thật ra là chị nào muốn lấy thêm ngày mai em báo nhân viên nhập thêm cho nha. Nhưng người điện chút đơn đó chị. Rồi bây giờ lên cho mình cái mẫu nào mấy chị thích cái mẫu này không ta rồi để em sau like rồi. Rồi thôi lên thêm cho mình một mẫu này nữa đi. Ôi mẹ cái này nó có sai. Không có sai để em sau like đi. Rồi quen hồng đó chị. Có hồng có xe đại lên cho mấy chị. Ủa, có hồng 22 chị Nhung Phan. Rồi xe đại là từ 23 cho đến 35 kg là xe đại giá 85 giá 89 ngàn. Chị này lấy xe đại báo lại giùm em nha chị ơi. Từ 23 cho đến 35 kg mang vừa. Rồi cái màu cam đây nó là size của mẹ nè. Mẫu đây bộ hôm trước mặt lai một lần nè. 36 cho đến 38 kg giá 110 ngàn đồng. 25. Rồi giá 110 ngàn đồng chị lên chi mẹ này là mẹ mới thì chị lấy mẹ mới lên mẹ mới. Size XS của người lớn. 36 cho đến 38 kg giá 110 ngàn đồng. À, mẫu này bữa trước cái mặt lai nè. Có mỏng 25 chị Lê Kim Thuyền. Rồi 36 cho đến 38 kg mấy chị giá 110 ngàn đồng lên chi mẹ mới. Mới kim ký em xuống thoại chút đô nha mẹ mới giùm em. Rồi qua gấu hồng 28 chị Mai Phương Nguyễn. Ok chị Mai Phương Nguyễn. Mẹ mới mấy chị đồ đây là 69 ngàn này. Lên chi mẹ này là 69k kim ký em xuống thoại. Gấu hồng 31 chị Megan Kim đi. Rồi ok chị Megan Kim đi. Rồi mẹ mới là size không có size chỉ còn một bộ duy nhất. 36 cho đến 38 kg mấy chị, cái bộ như thế nào có size như thế nào báo cho mình cho mấy chị không có công hỏi lại nha. Rồi bộ đây là size 79. 79 ok. 110 000 đồng lanh quá. Mẹ mới chị Mai Phương Nguyễn, cái bộ đó chị biết em nhập vô cũng đã là 98 99 000 rồi đó. Mẹ báo kêu bán 99 000 lanh ghê luôn á hai. Rồi bộ này á là lên cho em mã là 69k. Size này dành cho biết là tầm 15 16 17 kg mang vừa. 15 16 kg. Gấu hồng 32 chị Lam Nguyễn. Rồi 15 16 kg nè, lên cho mã 69k. Rồi 69k nè. Đó là cô ba này siêu 99.000 nè. Size này dành cho biết là từ size L họ 50 cho đến 55 kg. Rồi 50 cho đến 55 kg cô ba nhà em siêu nó 99.000 cho mấy nhà mã cô ba nha chị. Gấu hồng đổi sang 23 kg chị Nhung Phan. Cô ba 99k lên như mẹ cô ba size từ 50 cho đến 55 kg em size L của người lớn. Mẹ mới em hết rồi. Có bộ rồi mấy chị ơi. Hôm nào ông thêm cho. Hôm nào ông thêm mẹ và bé. Chị theo dõi chị nào chưa nhớ theo dõi trên fanpage cho em nghe muốn theo dõi nha. Hôm sau em like vậy mình cập nhật mẫu mới nha chị. Rồi bộ đây. Siêu cho chị 55.000 đi size này dành cho bé là tầm rồi bộ này size tầm 12-13 kg mang vừa 55.000. 12, 13, 14 kg mang vừa mấy chị. Siêu nó 55 ngàn. Lên cho em mã là vàng. Bộ vàng chị lấy bộ vàng lên bộ vàng 55. Bộ vàng 55 ngàn. Sao 13 cho đến 15 kg. Sao nó 55. 55k. Rồi bộ đỏ này hip hop nè. 75 ngàn bộ nè. Hàng thương hiệu 75 ngàn. Lên cho em mã đỏ giùm em túi hộp nè. Chị so nha. Rồi sau này dành cho biết tầm 12, 13 kg. 12, 13 kg 75 ngàn. Đỏ 75 lên đỏ thì em 12 ạ. Đâu 12 đến 14 kg hai. Đỏ 23 chị Thanh Nguyên. Đỏ 13 14 kg 75 ngàn đỏ. Vàng đó 55 ngàn. Một kem hip hop này. Cái hàng đây toàn là trăm mấy hàng bán shop á. Chị nào mua thì em lên. Những cái hàng đây em lấy về mục đích là bán like. Rồi hip hop giùm em nha. Hip hop này size bao nhiêu đây? 320. 30 cho đến 33 kg mang vừa. 30 cho đến 32 kg thôi, 30 cho đến 32 kg mang vừa nha. Lên cho em mã này là không tới lộn lộn. Cái mẫu này là tầm 28 cho đến 30 kg thôi. 28 cho đến 30 kg xem nó 110 000 đồng nha. Hip hop giùm em lên cho mã bộ hip hop. Hip hop kèm ký kèm số điện thoại em chốt đơn, hip hop 110 000. Rồi hip hop là 110 000 nè. Rồi em lên lại cái bộ con bò màu hồng hồi nãy đầu like đã like rồi nè. Chị nào mới vô mình đặt lại nha, bò màu hồng. Comment cho mã bò hồng bò sữa chị bò sữa hồng nha. Đây. Rồi 55-60 size dành cho biết là từ 8 cho đến 12 kg giá là 67 ngàn bộ. Comment cho mã bộ bò hồng. Bò sữa bò hồng, bộ dài tay của bé gái. Rồi size dành cho biết là từ 8 cho đến 12 kg mấy chị giá là 67 ngàn. Comment cho mã bộ bò hồng.
Bò hồng kèm ký kèm xuống thận chút đơn nha. Đấy, bò sữa màu hồng đẹp luôn á, hình mới nhất năm nay nha, bò màu hồng dùm em. Rồi bò hồng kèm ký và kèm kem đó là xuống thoại em chút đơn. Túi nó đâu mất rồi, cho em bỏ cho tôi bị em. Cái chị đâu muốn nào nữa không ta? Em thất lai nha chị nha, 3 giờ rồi. Rồi rồi em thất lai luôn nha chị nha. Chị nào lấy bò hồng nữa giùm em rồi để em kết thúc lai luôn. Rồi ngày mai muốn lấy thêm gì đó nữa bán nhân viên nhặt cho mấy chị. Giờ 3 giờ rồi. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sẽ bán hàng thiết kế, hôm nay em lai không có nổi với chị. Hôm nào mà giọng em tốt thì em lai cho. Hôm nay khang tiếng quá em lai thì sẽ lai không có nổi thật sự luôn. Lại hôm nay không có nhân viên làm á. Thành ra là nếu mà em lai em ban ra mà mấy chị không chốt là tính nuôi xếp hàng cực lắm, không có người xếp. Rồi thôi em thoát lai nha chị nha. Rồi chị nào ngày mai muốn lấy thêm gì nữa bán nhân viên cho, muốn lấy thêm bộ ngố gì đó thì cứ kêu nhân viên em nhặt thôi, coi còn bộ ngố mấy ký đó rồi nhặt thêm cho mình cho nha. Cái giờ em cũng không biết còn như thế nào nữa rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, chị nào có đơn ngày mai nhớ nghe máy để đi gọi điện chút đơn hoặc là nhớ chép tin nhắn giùm em nha chị. À, cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Từ từ mình lấy một số hàng 14 ký nha, là trai gái. Chị Nguyễn Hương ơi, báo trả lời em là 14 ký bé trai hay bé gái ạ? À? Ờ trai gái giùm em. Về ngắn tay hay dài tay? Mố mẹ chưa về đâu chị, hôm nào mố mẹ về thì em lên. Chị nào muốn giữ đơn thì mấy chị cứ chuyển khoản cọc giùm em 100.000 đi em giữ đơn. Giữ đơn cho mình lựa thêm nhé chị nha, không cọc anh em không giữ đơn được đâu mấy chị. Bé trai một bộ dài tay 14 ký ok chị ạ. Rồi chúc mọi người vui vẻ nha, bye bye.